Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trốn tránh cách ly y tế là hành vi vi phạm pháp luật. Vai trò của trạm y tế xã trong phòng chống COVID-19. Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết trong mùa nồm ẩm. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết và những lầm tưởng. Mục cẩm nang y học vật lý trị liệu giúp giảm đau vùng thắt lưng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, chuyện về những người tự nguyện cách ly. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít người đang cố tình trốn tránh việc cách ly y tế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần bị lên án và xử lý nghiêm. Ngày 29 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 219 QĐ-BIT bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại điểm A khoản 1 và khoản 2, điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Do đó, việc một số người cố tình trốn tránh cách ly y tế là việc làm vi phạm nghiêm trọng những quy định của nhà nước về cách ly và phòng ngừa dịch bệnh lây lan cho xã hội. Không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, tùy theo mức độ, hậu quả của hành vi trốn tránh cách ly y tế mà cá nhân thực hiện hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự. Thiết nghĩ với trách nhiệm của một công dân, người thuộc diện phải cách ly để theo dõi dịch bệnh cần nghiêm túc chấp hành việc cách ly để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, được điều trị kịp thời ngay khi phát hiện bị nhiễm bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng, đồng thời vừa tránh những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp lý. Tính đến ngày 18 tháng 3, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ có 145 người phải cách ly tại cộng đồng để phòng tránh COVID-19. Lực lượng trực tiếp thực hiện việc theo dõi sức khỏe của những người cách ly là các nhân viên y tế tại trạm y tế xã Liêu Xá. Với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, trạm y tế xã đã thực hiện tốt việc cách ly tại cộng đồng những người có nguy cơ nhiễm COVID-19. Mỗi ngày hai lần, những nhân viên y tế của trạm y tế xã Liêu Xá đều đặn đến kiểm tra sức khỏe của những người đang cách ly tại gia đình. Ân cần thăm hỏi, đo thân nhiệt và dặn dò cặn kẽ những quy tắc phòng lây nhiễm COVID-19 cho gia đình và cộng đồng. Người các cái tổ lưu động ấy báo là có một người từ nước ngoài trở về, bọn tôi là thường đi ngay lập tức kể cả ngày đêm. Anh Nguyễn Duy Dương ở thôn Liêu Trung là người cần cách ly theo dõi sức khỏe loại F3, được các nhân viên y tế của trạm y tế xã tuyên truyền về các quy định cách ly và những biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người khác, anh Dương đã yên tâm và tự cách ly tại nhà. Làm sao phải giữ được cái độ an toàn cho những người gia đình, những người thân tôi trước, sau đó là cộng đồng. Tại trạm y tế xã đã dán nhiều tranh tuyên truyền cổ động về phòng tránh COVID-19. Trước mỗi buổi làm việc, trạm đều họp nhân viên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để có phương án ứng phó phù hợp. Thì trước tiên là phải nói là về cái tinh thần trách nhiệm người đã. Bởi vì cán bộ y tế, nhân viên y tế là một trong những cái đội ngũ chính trong cái công tác phòng chống dịch của địa phương. Công việc phải tiếp xúc trực tiếp với những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nhưng những nhân viên y tế ở đây luôn bình tĩnh và xác định đó là trách nhiệm của mình. Đến thời điểm này, 145 người cần cách ly theo dõi trên địa bàn đều hợp tác và tuân thủ các quy định của ngành y tế. Điều này đã góp phần tích cực trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Sốt xuất huyết là bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Thời tiết nồm ẩm như hiện nay là thời điểm thích hợp cho loài muỗi sinh sôi phát triển mạnh, gây nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết. Thực tế, năm nào trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết. Năm 2019, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho thấy toàn tỉnh có gần 200 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung tại thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và huyện Khoái Châu. Từ đầu tháng đến nay, đã có 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại huyện Văn Giang và Tiên Lữ. Theo cảnh báo của ngành y tế tỉnh, vào mùa nồm ẩm là thời điểm thích hợp để muỗi sinh sôi phát triển, trong đó có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, bởi vậy cách phòng bệnh tốt nhất hiện nay vẫn là diệt trừ muỗi Aedes, truyền bệnh bằng cách tăng cường công tác dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, mặc quần áo dài tay và ngủ trong màn kể cả ban ngày. Trong những năm qua, công tác phòng chống bệnh lao tại Hưng Yên luôn được chú trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ người mắc lao trên địa bàn còn cao. Nguyên nhân là do nhiều bệnh nhân mắc lao không biết mình mắc bệnh cho đến khi bệnh diễn biến nặng, vừa chữa trị tốn kém lại nguy hiểm đến tính mạng.
Theo số liệu từ chương trình khám sàng lọc phát hiện người bệnh lao tại cộng đồng của Bệnh viện Phổi Hưng Yên, năm 2018 thực hiện tầm soát lao cho hơn 480 người dân và phát hiện 99 người mắc lao trong cộng đồng. Năm 2019, phát hiện mới 142 bệnh nhân mắc lao trong tổng số hơn 800 ca được xét nghiệm. Kết quả cho thấy, nhiều đối tượng mắc lao chưa được phát hiện và đang tiếp tục lây truyền trong cộng đồng. Nguyên nhân là do sự hiểu biết của người dân về bệnh lao và cách phòng tránh còn hạn chế, vì đa số bệnh nhân lao đều là người nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, ít được tiếp cận các phương tiện truyền thông, xã hội còn kỳ thị với bệnh nhân lao. Đặc biệt, do thời gian điều trị bệnh lao thường kéo dài và tốn kém, nên khá nhiều bệnh nhân bỏ dở phác đồ điều trị, dẫn đến tình trạng kháng lao ngày càng tăng. Trong cuộc chiến phòng chống bệnh lao, hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030, rất cần đẩy mạnh việc phát hiện sớm bệnh nhân ở cộng đồng nhằm từng bước giảm người mắc bệnh lao. Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh phổ biến vào mỗi năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quan niệm chưa đúng về bệnh, dẫn đến sai lầm trong phòng và điều trị, tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh. Một thầy thuốc với người bệnh số này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, trưởng khoa ký sinh trùng, côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa bác sĩ, sốt xuất huyết là gì ạ? Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus cấp tính lây từ người bị bệnh sang người lành qua thông qua vật chủ trung gian là mũi vằn hay mũi Aedes, và do bốn chủng gây ra hay bốn típ gây ra là đanh 1, đanh 2, đanh 3, đanh 4. Đấy là nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết. Và bệnh sốt huyết sẽ khi bị mắc thì cái cơ bản nhất bệnh nhân sốt và xuất huyết ra ngoài và trị tim mạch, lĩnh tạm điều trị tốt bệnh nhân tử vong. Và bệnh dễ gây thành dịch, là một dịch lớn trong cộng đồng. Nhiều người thì thường có quan niệm sai lầm về bệnh sốt xuất huyết, đó là gì thưa bác sĩ? Những người dân khi mà hiểu bệnh sốt huyết, thứ nhất là họ nghĩ rằng khi mắc sốt xuất huyết một lần là khó là sao không bị mắc lại. Điều đấy là một cực kỳ sai lầm. Chúng ta bây giờ sốt xuất huyết nó có bốn cái típ gây bệnh. Một người mắc sốt xuất huyết thì chỉ miễn dịch với một típ, thì lần sau người ta vẫn có thể mắc cái típ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí còn mắc nặng hơn. Sai lầm thứ hai nữa là người dân nghĩ rằng cứ khi mắc sốt xuất huyết hết sốt là bệnh khỏi, nhưng không phải. Khi lúc bệnh hết sốt và ngày thứ ba, thứ năm hết sốt ấy, thì những về sau này là nó cực kỳ nguy hiểm, vì lúc giờ là bệnh nhân bắt đầu bị tăng tính thấm thành mạch và xuất huyết có thể trị mạch khi chúng ta không cứu kịp một thời. Để phòng sốt xuất huyết thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho người dân ạ? Phòng bệnh là chúng ta diệt mũi, tức là không người trung gian nữa thì sẽ không lây bệnh. Thứ nhất là đối với lại mũi, trứng mũi đẻ thì chúng ta phải đậy cái kín nắp nu để cho mũi không vào đẻ. Thứ hai là nu nước các thứ chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, cọ kỳ và úp ngược xuống phơi khô. Thứ ba là tất cả những chỗ nước đựng trong nhà như là nọ cây cảnh hoặc là những chum vại các thứ ta lật úp để không cho mũi, để trứng diệt long quăng. Bể nước của người dân chúng ta có thể thả cá để cho cá bỏ gậy. Hàng ngày chúng ta phải làm màn. Khi bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau người, mệt mỏi và trong cái vùng dịch thì nên đi phải đến ngay cơ sở y tế kiểm tra. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Đau lưng là một triệu chứng rất phổ biến, nếu nó xuất hiện dai dẳng sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cũng như giảm hiệu quả công việc. Để điều trị đau lưng bao gồm phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Hiện nay vật lý trị liệu là một phương pháp không dùng thuốc khá phổ biến, an toàn, không xâm lấn và mang lại hiệu quả nhất định. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Trương Văn Vũ, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Phu Nối sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài tập giúp giảm đau vùng thắt lưng hiệu quả mà chúng ta có thể áp dụng tập luyện tại nhà. Bây giờ tôi xin giới thiệu những cái động tác xoa bóp vùng thắt lưng. Mình sẽ dùng bốn đầu ngón tay, mình sẽ day từ đoạn trên day xuống, day ngược chiều kim đồng hồ. Thường thì cái này day cứ 2 đến 3 lần. Mình sẽ day chậm thôi, day theo vùng cơ cạnh cột sống thắt lưng này. Và khi day thì mình sẽ phải ấn cái đầu ngón tay này xuống. Và có thể mình dùng ngón ôm một cái này, mình sẽ để lòng bàn tay xuống và mình sẽ day. Cái day này thì mình lại day theo ngược chiều kim đồng hồ này.
Nói chung là tùy vào mỗi người sẽ có một cách làm riêng, nhưng thường thì mình day làm sao để cho nó dễ chịu nhất này. Và khi day xong rồi thì ta sẽ tác động ấn. Ấn thì thường dùng ngón tay cái, mình thẳng, theo phương thẳng đứng mình ấn xuống. Thường ấn một cái thì thở ra của bệnh nhân thì lúc đấy cơ nó sẽ giãn ra. Và ta ấn xuống từ từ, giữ khoảng 3 đến 5 giây. Sau khi ấn xong thì thường ta sẽ lấy bàn tay ta miết. Lấy cái vùng lòng bàn tay này, ta ấn xuống và ta miết sang hai bên mạng sườn. Thường thì làm cái này thì mỗi bên khoảng 2 lần. Ta sẽ dùng cái nắm đấm này, lăn từ trên lăn xuống, dịch xuống. Thường thì làm mỗi bên 2 đến 3 lần thôi. Còn xong cái động tác lăn này, ta sẽ dùng động tác bật cơ. Mình sẽ đè hai ngón tay cái đè vào nhau này. Bật thì cơ lực thì nó sẽ khỏe hơn. Và xong cái bật cơ này, ta sẽ làm động tác kéo giãn. Ta sẽ lấy hai lòng bàn tay này để chéo vào đoạn D12. Và cái đoạn này đoạn F1, ta sẽ dùng sức ta đẩy kéo hai bên này để từ từ kéo căng cái vùng cột sống này. Thường thì cái này ta cứ làm khoảng 2 đến 3 lần. Vừa rồi tôi đã giới thiệu một số động tác mà người nhà có thể làm giúp đỡ cho bệnh nhân đau lưng ở tại nhà. Trong một câu chuyện y tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyện về những người tự nguyện xin cách ly. Thưa quý vị và các bạn, trong khi có một số trường hợp cố tình trốn tránh cách ly hoặc không khai báo trung thực khi nhập cảnh vào Việt Nam đã khiến cho tình hình dịch bệnh ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, thì có không hiếm những trường hợp tự nguyện xin đi cách ly khi đi từ vùng dịch trở về. Việc mỗi người tự nâng cao ý thức, bảo vệ bản thân mình và tự nguyện cách ly khi cần không chỉ có ý nghĩa đối với sức khỏe của chính mình, của gia đình và những người thân, mà còn là sự đóng góp quan trọng, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Gia đình ông Dương Văn Tôn và bà Nguyễn Thị Liên ở thôn 6, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên từ nhiều ngày nay luôn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những người xung quanh vì đang trong thời gian tự cách ly tại nơi lưu trú. Trước đó, ngày 10 tháng 3, con trai ông bà là em Dương Văn Tuấn hết hạn lao động hợp đồng ở Nhật Bản về nước. Mặc dù con trai không sinh sống và làm việc ở vùng dịch của Nhật Bản, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, cộng đồng, vợ chồng bà đã báo cáo chính quyền địa phương và tự nguyện xin cho Tuấn được cách ly tại nhà. Mình trước hết là mình bảo vệ gia đình nhà mình, bảo vệ con mình và bảo vệ cho mọi người. Thế nên là mình phải nên cách ly như thế. Trước khi em về Việt Nam thì ở bên Tokyo, Nhật Bản thì em có đi làm và hoạt động bình thường. Sức khỏe vẫn bình thường, không có vấn đề dấu hiệu gì của bệnh tật. Sau khi trở về Việt Nam thì em đã cách ly của gia đình. Và sau một thời gian khoảng 10 ngày theo dõi thì sức khỏe em hiện tại vẫn là bình thường, không có vấn đề gì. Hiện toàn xã Quảng Châu có 14 trường hợp cách ly tại nơi lưu trú. Do nhận thức được sự nguy hại của dịch COVID-19 trong cộng đồng, nên các trường hợp này đều có ý thức tự giác và chấp hành cách ly. Thông qua các hệ thống loa truyền thanh của xã và công tác tuyên truyền ở trong ban chỉ đạo đối với các ngành đoàn thể hội viên, thì mỗi công dân trên địa bàn xã Quảng Châu, chúng tôi nhận thức cái việc đảm bảo sức khỏe cho mỗi gia đình, cho mỗi cá nhân là hết sức quan trọng. Còn đây là em Vũ Đình Tâm, thường trú tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, du học sinh Nhật Bản. Sau khi hết hạn visa, ngày 11 tháng 3, Tâm về nước. Mặc dù không đi qua vùng dịch của Nhật Bản, nhưng em vẫn tự nguyện xin đi cách ly tập trung ở Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Khi tôi vào đây thì được tất cả các y bác sĩ quan tâm chăm sóc. Tôi sức khỏe ở đây là rất là ổn định, có nghĩa là không ho, không sốt và không có triệu chứng gì. Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, hiện vẫn chưa có vaccine đặc trị, thì việc khoanh vùng và cách ly sớm những trường hợp nghi nhiễm là cách duy nhất để chặn đứng dịch bệnh. Việc mỗi người dân chủ động cách ly khi thấy bản thân có nguy cơ lây nhiễm như trường hợp gia đình bà Liên hay em Tâm là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm này. Nếu mà người dân có ý thức tự nguyện đi cách ly thì cái hiệu quả rất là tốt. Cùng chung tay với các cấp chính quyền để làm tốt công tác phòng chống dịch.
Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.